cuộc sống của anh em có biết bao nhiêu ước mơ. Có anh em nào mơ ước có một con lo nó to, nó bự hoành tráng như thế này hay không? Nanomax RO 369, một trong những cái con lo mà hiện tại độc quyền tại điện máy 369 anh em ơi. Một trong những cái con lo công suất lớn mà đầu tiên của hãng luôn. Ở đây mình sẽ review cho anh em chi tiết về cái con lo này. Đây là một trong những con lo mà bên mình hiện tại đang được Nanomax ưu tiên cho mình phân phối độc quyền. Và đây, đó, tên của nó đây, Nanomax RO 369, một trong những con lo mà bên mình đặt hàng Nanomax ráp cho anh em với cấu hình nè. Đó, cho anh em thấy là nó xịn sò như thế nào. Ở đây được trang bị cho anh em một bộ đôi bass 5 tấc con 100 từ 220. Ngoài thị trường thì chỉ có bass 5 tấc con 75 từ 190 thôi. Thì ở đây lên tới con 100 thì nó sẽ cho anh em được là tiếng bass nó uy lực hơn, nó mạnh mẽ hơn rất là nhiều so với những cái con lo khác ở trên thị trường, sườn nhôm luôn nha. Rồi ở đây anh em có được cái gì nữa nè? Hỏng chép array, chép lớn như thế này đây, chép 450 cho anh em được cái công suất về tiếng chép cũng như là tiếng bass rất là uy lực. 56 sò là cái đặc biệt nhất của cái con lo này, 56 sò Toshiba Nhật Bản, hai kênh với công suất cực đại lên tới 2000W trên mỗi kênh, và sở hữu cho anh em kèm với nó là cái con vang số. Một cái con vang số được cập nhật phần mềm mới nhất của năm 2024 cho anh em được 4 chế độ hát đầy đủ cho anh em hát luôn nha. Nhạc bolero, nhạc trẻ, nhạc gì anh em cũng hát được trên cái con lo này, và đặc biệt là cái micro hát cực kỳ nhẹ với cái thứ micro này đây. Với Nanomax RO 369 anh em sẽ có là cái micro nhìn rất là sang đẹp. Đó, nhìn cầm micro là thấy mắc hát lắm rồi. À, nguyên cái combo như vậy hiện tại thì nói chung là giá cũng khá là cao so với một số anh em, nhưng mà khi anh em sở hữu rồi nó đáng đồng tiền em bỏ ra. Một trong những cái con lo mà chính hãng từ Nanomax, một trong những thương hiệu lâu đời tồn tại 32 năm thì trên thị trường, anh em biết là kinh nghiệm của họ như thế nào với những dòng sản phẩm chuyên về âm thanh. Nguyên combo như thế này hiện tại bên mình đang để cho anh em với mức giá là 33.700.000. Với mức giá này có thể là khá là cao, tuy nhiên nó xứng đáng với những gì anh em bỏ ra với một con lo thương hiệu và chất lượng như thế này. Con lo này thì được cái là Hương Dừa, một trong những nghệ sĩ nổi tiếng, đã sử dụng cho chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn mùa 3. Anh em biết là chất lượng của nó như thế nào đúng không? Và hầu như tất cả thí sinh hát trên con lo này đều thấy con lo này hát nhẹ hết. Đó là một trong những con lo mình rất là tự hào. Và nếu như anh em muốn sở hữu cái con lo này, cứ việc đến điện máy 369 573 Lê Văn Lương quận 7 để có thể là test thử coi chất âm của nó như thế nào và chọn cho một cái con lo ưng ý nhất nha. Ở liền cho mình để được tư vấn, bên mình có hỗ trợ trả góp và giao hàng toàn quốc. Chốt đơn.